Rất vui được gặp lại các bạn trên kênh Kbiz 24 giờ. Và ngày hôm nay các sạp hàng có thông tin gì đang hot mà không thể bỏ qua? Ngay bây giờ hãy cùng với mình theo dõi nhé. Sáng ngày 28 tháng 5, truyền thông Hàn Quốc đưa tin vợ chồng Lee Dong-gun, Cho Jun-hee quyết định ly hôn sau 3 năm chung sống. Công ty quản lý của hai diễn viên đã nhanh chóng xác nhận thông tin và cho biết hai người có những khác biệt về tính cách dẫn đến sự bất hòa trong đời sống hôn nhân. Thông tin nhận được nhiều sự quan tâm của khán giả Hàn Quốc cũng như châu Á. Vào sáng ngày 28 tháng 5, làng giải trí Hàn Quốc lại được một fan xôn xao trước thông tin vợ chồng diễn viên nổi tiếng Jo Yoon-hee và Lee Dong-gun chính thức ly hôn sau 3 năm chung sống và có một bé gái. Nguyên nhân là do cả hai có những bất đồng không thể hòa giải. Đáp lại báo cáo trên, đại diện công ty quản lý kinh công By Starship và FNC Entertainment đã lên tiếng xác nhận. Vào ngày 22 tháng 5, Jo Yoon-hee tuyên bố rằng cô đã ly dị Lee Dong-gun qua quá trình hòa giải ly hôn tại tòa án gia đình Seoul. Do sự khác biệt trong tính cách, cuộc hôn nhân đã đổ vỡ. Được biết, quyền nuôi con thuộc về Jo Yoon-hee. Đại diện công ty này nói, "Chúng tôi đã rất buồn khi phải thông báo tin tức này. Chúng tôi sẽ đưa ra những thông tin chính thức liên quan đến vụ ly hôn của nữ diễn viên Jo Yoon-hee." Vào ngày 22 tháng 5, Jo Yoon-hee đã chính thức ly hôn Lee Dong-gun sau khi hoàn tất các thủ tục tại tòa án gia đình Seoul. Khi thông báo tin tức bất ngờ tới công chúng tôi mong rằng sẽ có được sự thấu hiểu của những người đã từng ủng hộ và yêu mến cặp đôi này. Jo Yoon-hee sẽ làm việc chăm chỉ để trở lại trong tương lai. Về phía công ty quản lý của Lee Dong-gun cũng chia sẻ sự tiếc nuối khi cặp đôi không còn ở bên nhau. Đại diện công ty này nói, Lee Dong-gun đã đưa ra quyết định ly hôn sau khi suy nghĩ nghiêm túc. Chúng tôi xin lỗi vì đã khiến mọi người bận lòng. Lee Dong-gun sẽ chăm chỉ hơn để làm tốt vai trò diễn viên. Nói về chàng tài tử 39 tuổi, nhiều người vẫn còn nhớ đến vụ hẹn hò với nữ ca sĩ kiêm diễn viên trẻ Park Ji-yeon. Được biết, Lee Dong-gun và nữ ca sĩ có dịp hợp tác và nảy sinh tình cảm đặc biệt trong quá trình quay bộ phim Encounter sản xuất năm 2015. Sau 2 năm mặn nồng, cặp đôi lệch tuổi quyết định chia tay. Tuy nhiên, chỉ sau 3 tháng cắt đứt tình cảm với Ji-yeon, nam tài tử thông báo về bạn gái mới và kế hoạch kết hôn với Jo Yoon-hee. Theo đó, cư dân mạng lên tiếng chỉ trích vì ít nhiều cũng ảnh hưởng tới tâm trạng của bạn gái cũ. Nhiều người cho rằng anh không trung thủy, nghi vấn rằng rất có thể Lee Dong-gun đã có tình cảm với vợ trong khi vẫn đang yêu đương với giọng ca Tiara. Mặt khác, nhiều người vẫn bảo vệ và chúc mừng anh vì thời điểm đó, Tiara dính phải nhiều tai tiếng đã để lại ấn tượng không tốt trong lòng công chúng. Do đó, tin tức về vụ ly hôn cũng như cuộc sống hôn nhân đổ vỡ của Lee Dong-gun ngày càng khiến cho khán giả thấy rằng anh ấy dường như không may mắn về cả tình cảm lẫn đường hôn nhân. Cảm ơn các bạn đã quan tâm theo dõi video và đừng quên ấn đăng ký kênh và bật chuông thông báo để không bỏ lỡ bất cứ một tin tức mới nhất nào của Sao Hàn đến từ Kbiz 24 giờ các bạn nhé. Xin chào và hẹn gặp lại!